năng lượng tích cực hút tung thách thức, cùng Red Bull chinh phục đấu trường đường phố. Hay quá, hay quá. Rất giỏi, rất giỏi. Chúc mừng Huyền Phước. Huyền Phước cũng rất là may mắn ha, rất là nhanh. Hôm nay Huyền Phước xuất sắc quá. Như vậy là Huyền Phước đã mang lại 10 điểm đầu tiên dành cho V Lions. Chúc mừng các bạn. Nhưng đừng chủ quan, chúng ta sẵn sàng bước vào chặng 2 tại vòng thi đấu này nào. Chúc mừng hai đội. Nhưng V Lions đừng chủ quan, chúng ta hãy sẵn sàng bước vào chặng thứ hai. Chặng thứ hai này sẽ là cơ hội để cho võ nhạc Taekwondo có thể lật ngược được thế cờ, bởi vì chúng ta sẽ tạo hình để công phá. Với phần công phá này, chúng ta chủ động ra được những đề bài khó để cho đối phương làm sao công phá được những tấm ván, những mục tiêu mà với những động tác đẹp nhất có thể, đúng không Vân ha? Với những động tác này thì đòi hỏi các vận động viên phải có được những kỹ thuật ra sao ạ? Kỹ thuật phải chuẩn và đòi hỏi những cái yêu cầu rất là khó, nên khi mà bên này ra chủ đề thì bắt buộc bên này phải giải được, hoặc bên này ra chủ đề thì bên này phải giải được. Thì đó là nếu bên nào thắng thì cũng sẽ giành được 10 điểm. Vâng, cảm ơn các giám khảo rất nhiều. Nào, chúng ta vào vị trí. Và bây giờ sẽ là đề bài được đưa ra với sự thách thức của võ nhạc Taekwondo. Xin mời các bạn vào vị trí. Tạo hình nào, tạo hình nào. Độ khó cũng phải tương đồng với sức người nha các bạn. Chà, căng à, căng à. Chinh phục được 2 miếng. Và bây giờ sẽ là đề bài đến từ đội V Lions. Wow, cái đề bài khá là khó nha. Khó nhài nha. Một cái tháp 3 người và một mục tiêu duy nhất, nhưng cực kỳ cao, rất cao. Liệu rằng đây có phải là một pha đá trên không hay không? Móc ngược chăng? Nào, cổ vũ nào, Minh Hy cố lên. Ứng dụng Netlove sẽ được ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Các bạn hãy đón xem chương trình Đấu trường đường phố trên ứng dụng Netlove. Netlove kết nối tình yêu. Châu Thuyết Vân, nhà vô địch thế giới quyền Taekwondo, cũng là lời chào đón tất cả quý vị đang đến với chương trình ngày hôm nay Đấu trường đường phố, với sự đồng hành của nhà tài trợ nhãn hàng nước tăng lực Red Bull, tiếp năng lượng tích cực hút tung thách thức. Và với những thế võ vừa rồi, chúng ta đang sẵn sàng đến với một trong những bộ môn võ thuật nổi tiếng bậc nhất trên thế giới, Taekwondo, và mang lại biết bao nhiêu thành tích và niềm tự hào dành cho người con Việt Nam chúng ta. Và Châu Thuyết Vân chính là một trong những tiêu biểu. Châu Thuyết Vân cảm thấy như thế nào khi được bước vào sàn đấu của đấu trường đường phố ạ? Đầu tiên khi mà Vân được mời đến tham dự thì Vân rất là vui và rất là vinh hạnh. Và bên cạnh đó thì Vân được biết các bạn của hai team cũng đều rất là mạnh, thì cũng là một phần rất là khó cho ban giám khảo. Hay quá, cảm ơn Châu Thuyết Vân rất là nhiều. Con master, con chuyên gia sẽ có những đội trưởng, đội cổ vũ nữa. Đáng yêu mà dễ thương lắm nha. Để kích thích thêm tinh thần dành cho hai đội chơi. Dạ, xin giới thiệu Winner và Việt Thi của nhóm B336. Các em ơi, các em đâu rồi? Thấy chưa, trời ơi, mấy nhỏ đi tới đâu nó ồn ào tới đó vậy đó, mà cưng lắm. Trời ơi, tại anh không biết chứ, em cũng đã từng tham gia một chương trình chung với chị Vân rồi chứ bộ. Ủa, chương trình với chị Vân hả, về võ thuật hả? Dạ, nó là về những cái giải mã, những cái kỳ tài, giống như là giải mã tài năng của chị Vân. Wow, giải tới mai còn chưa hết đó em. Còn ngoài thì... chuyên gia ra, bữa nay nghệ sĩ khách mời mạnh dữ lắm. Ủa, chết luôn, trời ơi, chết rồi. Đẹp mà còn giỏi võ nữa, giỏi văn, giỏi võ, ai chịu gì nổi. Văn võ song toàn nè. Đúng mấy đứa ai nè? Chắc là một cô gái hip hop ghê. Nè, Lê Lập. Quá dữ nha. Chào chị. Chào chị.
chị đứng giữa đi. À, trời ơi, mọi người gọi em ngại quá. Tại vì á, từ trước giờ là mọi người đều biết Lê Lộc rất chăm chỉ luyện tập về môn võ thuật để đầu tư cho vai diễn Thanh Sói. Tức là em nằm trong top 8 người cuối cùng được vô training về võ thuật và diễn xuất để chọn ra diễn viên chính trong bộ phim Thanh Sói. Em chưa được may mắn là chọn vào cái vai chính. Nhưng mà không sao, em học được rất nhiều. Trong lòng anh, Lê Lộc luôn luôn là sói. Trời ơi. Bây giờ có Tuyết Vân nè, có Lê Lộc thấy yên tâm về số điểm rồi đó. Dạ đúng rồi. Đã có nhiều kinh nghiệm rồi. Chúng ta đã sẵn sàng để chờ đợi sự xuất hiện của cả hai đội ngày hôm nay. Wow. Đầu tiên chính là sự xuất hiện của đội V Lions. Xin chào các bạn. Xin chào đội V Lions, những chú sư tử của Việt Nam rất là hào hứng để đối đầu với đối thủ, đúng không nào? Đó chính là đối thủ võ nhạc Taekwondo. Giải trí nè. Được rồi thôi, hai đội hai màu cưng hết sức luôn ha. Trước khi bước vào vòng 1 sẽ là bước vào vòng dằn mặt. Dằn mặt riêng Taekwondo mới có thôi, mà riêng có sự Lê Lộc. Mọi người cổ vũ mọi người ơi. Thì học cổ lên. Wow. Bái phục. Sợ ghê luôn á. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa cho Lê Lộc. Như là đội võ nhạc Taekwondo, tôi thấy hình như có một vài gương mặt cũng khá là quen thuộc. Trong đó có Hứa Huy nè, chào Huy. Đâu rồi không gặp. Của đội võ nhạc Taekwondo. Từ lúc bắt đầu tập võ tới bây giờ là Huy tập luyện được 13 năm. Cái người bạn mà rủ Huy đi tập cũng là vợ của Huy hiện tại. Những cái lúc mà mình cảm thấy là mình khó khăn, mình cảm thấy mình tuyệt vọng và bế tắc nhất á, là chắc là khi mà mình bắt đầu lên thành phố Hồ Chí Minh thì mình vào đội tuyển quyền Việt Nam. Xoay quanh mấy cái chuyện kinh tế, xoay quanh chuyện giờ giấc cũng như là cái sinh hoạt hàng ngày, mình chân ướt chân ráo, mình mới lên thì mình phải bắt đầu cuộc sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian đó mình phải làm nhiều cái để mình có thêm nguồn thu nhập để mình có thể tiếp tục nuôi lửa đam mê. Những lúc mà khó khăn như thế rồi nhiều khi cũng gặp rất là nhiều cái trở ngại về tinh thần. Mình rất là hay kiểu là mình rất là hay là tự ti về bản thân mình. Nhưng lần đó thì có gia đình kề bên, rồi mình cũng nhìn thấy hoàn cảnh gia đình như vậy, mình cố gắng nhiều hơn. Cái điều đó cũng là một cái động lực để mình cố gắng tiếp tục. Có thể là hiện tại là cái cuộc sống nó chưa được khá giả lắm. Mình cũng vẫn ở nhà thuê mà. Nhưng mà hiện tại Huy nghĩ là đã tốt hơn rất là nhiều so với những năm đầu bắt đầu lên thành phố. Có thêm một cái động lực nữa là 7 năm. Thì đó là một cái động lực để mà hai vợ chồng cố gắng phấn đấu nhiều hơn cho tương lai, cho cuộc sống và cho cả con cái nữa. Trong Taekwondo thì mình sẽ chia ra làm hai hướng. Một hướng là Taekwondo thiên về đối kháng và một hướng Taekwondo thiên về quyền biểu diễn. Cái hướng mà Huy và đội Huy đang theo đó là thiên hướng quyền biểu diễn. Nội dung quyền biểu diễn Taekwondo của Việt Nam thì chúng ta luôn luôn nằm trong top 3 của thế giới. Trước giờ mình chỉ đứng sau Hàn Quốc. Hứa Huy, cái cảm giác nặng nề nhất trong những lúc chấn thương đó là gì nào? Dạ, giống như là mình đang bị rơi vào một cái vực thẳm, mà cái vực thẳm đó mình không xác định được là khi nào mình sẽ rớt tới đích.
bản thân khi một khi mà dính chấn thương rồi thì cảm giác mọi thứ xung quanh với mình giống như là nó càng ngày càng xa mình nhé. Nhưng mà em rất là mừng. Mừng đầu tiên là bên cạnh em luôn có những đồng đội rất là tuyệt vời. Chính những cái thời gian mà em bị chấn thương, mà đa phần chấn thương của em chính mắc phải đều trong những cái giải quan trọng như là vô địch thế giới và gần đây nhất là SEA Games, hầu như là cứ cận giải là em mắc chấn thương. Nhưng mà bên cạnh em luôn có đồng đội. Mọi người an ủi em. Mọi người truyền cho em từng cái viên đá, bọc đá để chườm vết thương. Sau giờ tập thì tới động viên an ủi. Chúng em không còn coi nhau là bạn bè hay là đồng đội, giống như anh em trong nhà. Giống như anh em trong nhà. Vỗ tay cho những thành viên trong đại gia đình của chúng ta. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và rõ ràng chính nhờ những sức mạnh tinh thần đó đã mang lại một năng lượng rất là tích cực. Cảm ơn những câu chuyện các bạn đã chia sẻ. Như bên Vinh V-Lion, mình cũng thấy niềm tự hào của chúng ta, Lệ Kim. Xin chào, mình là Nguyễn Thị Lệ Kim. Mình năm nay 28 tuổi và đến từ Tánh Linh, Bình Thuận. Hiện tại mình là thành viên của đội tuyển quyền Keno Việt Nam. Và trong chương trình đấu trường đường phố, mình là thành viên của đội V-Lion. Trong những năm được tập luyện tại đội tuyển Kendo Việt Nam thì Kim đã được thi đấu các giải thế giới và khu vực. Em đạt được 6 huy chương vàng thế giới và 4 lần liên tiếp huy chương vàng SEA Games 27, 28, 29, 30. Năm 2012 thì Kim có gặp sự cố tai nạn thì dẫn đến đứt dây chằng và rách sụn chêm. Lúc đó đang là cái thời điểm mà mình sung sức nhất, cảm giác là mình không biết phải bước tiếp theo, mình phải tập để trở lại thi đấu như thế nào. Năm 2018 thì em có cơ hội được đi tập huấn Hàn Quốc dài hạn chung với Trung. Thì không may thì trong cái chuyến tập huấn đó thì Trung bị chấn thương. Em đã đi cũng đã bị trường hợp đó, thì vẫn có thể tập luyện trở lại. Thì em mong là Trung cũng có cái động lực và sức mạnh để có thể hồi phục và quay trở lại tập luyện và thi đấu như em. Xin chào mọi người, em tên là Nguyễn Thành Trung. Em bắt đầu học Taekwondo từ lúc em 7 tuổi và hiện tại là cũng đã được 15 năm. Có thể là hơn 200. Để em lấy cho mọi người xem. Đây là cái số huy chương mà em muốn cho mọi người xem. Thì đây chỉ là 1/3 thôi. Hai thành tích cao nhất trong sự nghiệp Taekwondo của em: một tấm là huy chương bạc ở nội dung quyền sáng tạo 5 người và một tấm huy chương đồng ở đồng đội nam. Nói về Taekwondo thì cái kỷ niệm lớn nhất của em đó là em được chọn đi tập huấn ở bên Hàn Quốc để chuẩn bị cho đợt ASEAN. Nhưng mà không may là em bị đứt dây chằng. Điều kiện bên đó em không thể nào mà về liền để em mổ dây chằng được. Thì em sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Do em là con cả nên em có một chút trong đầu là không có muốn ba mẹ phải vất vả. Lại còn hai đứa em nhỏ nữa. Với tình trạng lúc đó thì em lại rất là suy sụp. Cả đội rất là quan tâm em. Mọi người lại nhín tiền ra một tí để cho em phẫu thuật. Một người bị chấn thương dây chằng, họ phẫu thuật liền thì họ sẽ có cái phần cơ còn lại nó không tới nỗi là quá teo cho em để mà họ tập vật lý trị liệu để mà hồi phục. Còn em là khi mà mổ xong là cơ của em đã hoàn toàn teo hết rồi, nên khả năng hồi phục của em nó hơi thấp hơn mọi người một tí. Chân bên đây là cơ nó to hơn, còn chân bên đây thì hiện tại cơ nó còn nhỏ. Cái cơ tứ đầu đùi để hỗ trợ cái đầu gối của em thì nó còn nhỏ, nó rất là khó để bằng lại cái đầu gối bên này. Em vẫn tiếp tục cố gắng, em không có bỏ cuộc luôn, vì đây là cái, vì Taekwondo là cái niềm đam mê của em.
họ phải vượt qua được rất nhiều cái khó khăn và thử thách. Và cái điều thách thức lớn nhất đó chính là những chấn thương. Như Thành Trung bên đội của V-Lions, làm sao mình vượt qua được những áp lực tâm lý đó? Giống như hôm nay thì mặc dù em không có thực hiện được nhiều những cái động tác khó giống như bạn bè em, nhưng mà được tham gia chung với bạn bè em ngày hôm nay thì em thấy rất là vui. Dạ. Cảm ơn Trung rất nhiều, dễ thương quá. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng đầu tiên của đấu trường đường phố ngày hôm nay với chủ đề môn võ thuật Taekwondo và với sự sẵn sàng của cả hai đội cùng với chuyên gia của chúng tôi. Không để ý luôn á. Sao bữa nay chuyên gia đẹp dữ vậy? Rồi, Vân ơi, sẵn sàng nha để theo dõi phần thi đấu của cả hai đội ở vòng đầu tiên được mang tên là kỹ thuật. Vòng đấu kỹ năng, hai đội sẽ thách đấu nhau theo hai hiệp. Hiệp 1 thi đấu cá nhân, 1 chọi 1. Hiệp 2 thi đấu đồng đội, mỗi hiệp thắng sẽ được 10 điểm. Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ là vòng thi đấu đầu tiên, lượt thi đấu đầu tiên luôn, 1 chọi 1, đến từ Đăng Khoa của võ nhạc Taekwondo và bạn Quyền Phước đến từ V-Lions. Sẵn sàng nha. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Và bây giờ sẽ là phần khoe ra những kỹ năng kỹ thuật tốt nhất có thể của cả hai cá nhân. Đẹp quá, đẹp quá. Trời ơi, anh búng trên không mà anh còn bật ra nữa, sức bật rất là tốt luôn á. Trên không 4 cái. Yeah. Wow, quá đẹp. Năng lượng tích cực hút tung thách thức cùng Red Bull chinh phục đấu trường đường phố. Lộn 3 vòng liên tục nha. Quá đẹp, quá đẹp. Wow. Kết thúc 1-1, xin chúc mừng. Chúc mừng. Vâng ơi, những kỹ thuật vừa rồi được gọi mang tên là gì và được kết hợp ra sao ạ? Nhanh quá, nhìn không kịp. Nãy giờ mấy bạn làm á, theo từ chuyên môn mà thuần Việt á, dạ, thì là như mấy bạn hay nói là hút nè, rồi chụp móc nè, rồi bổ đà đá trên không nè. Sau khi hai bạn trình diễn thì Vân cũng nghĩ là Vân đã có nhận xét và có đánh giá của mình rồi. Và bây giờ sẽ là sự quyết định qua lượt thi đấu 1-1. Và quyết định đó sẽ được công bố bởi chuyên gia giám khảo Tuyết Vân. Ai đây? 3, 2, 1, xin mời. Yeah! Xin chúc mừng Đăng Khoa đã mang được một điểm ưu thế dành cho đội võ nhạc Taekwondo. Nhưng mà đó mới là 1-1 thôi à, mới sương sương, mới có lượt ha. Và Phước bên đây cũng mạnh lắm nha. Nhưng mà vì sao mà giám khảo lại quyết định lựa chọn Đăng Khoa? Cái kỹ thuật của Khoa nó đẹp hơn, đẹp mắt hơn. Mặc dù là bạn này có thể là xoay nhiều vòng hơn. Chúng ta vẫn còn một vòng nữa, đó chính là cả đội đối đầu cùng với nhau. Mà không biết kỹ thuật sẽ kết hợp như thế nào khi mà tới 8 thành viên của mỗi đội sẽ đưa ra những phần kỹ năng của mình. Rồi, chúng ta sẵn sàng vào cả đội đối đầu với nhau. Và bây giờ hãy sẵn sàng với một màn tổng tấn công của cả hai đội ngày hôm nay. Nào, V-Lions, 3, 2, 1, bắt đầu.
Ba cô gái xuất hiện trước. Wow! Đã cao quá, đã cao quá. Dễ thương, dễ thương. Và bây giờ sẽ là võ nhạc taekwondo. Chúng ta sẽ bắt đầu với cuộc tổng tấn công của mình. Ồ, đội hình rất đẹp nha. Có tầng có lớp hàng hoàng hẳn hoi. Rất ngọt, rất ngọt. Ngon lành luôn. Wow. Wow. Trời ơi, gọn gàng vậy. Mượt mà đến từng chi tiết à. À, dễ thương quá. Hey. Tuyệt vời, tuyệt vời. Sức bật thật là khủng khiếp. Rất nhiệt, rất nhiệt. Yeah. Hay quá Huy ơi. Xoay và lộn nhau tại chỗ. Final skill. Ok ok, xin mời giám khảo. Mọi người qua đây nào, mọi người qua đây nào. Như một màn biểu diễn. Thật sự rất bùng nổ, cực kỳ bùng nổ. Đó chỉ là quyền taekwondo Việt Nam. Cả đội cùng lên tổng tấn công. Thật sự quá choáng ngợp với trận đấu ngày hôm nay. Cảm giác rất là máu lửa. Nhưng mà trong cái máu lửa đó vẫn mang một cái tinh thần rất là thể thao. Dù thắng hay thua chưa biết, chào nhau một cái đã. Đó là một cái tinh thần mà Vân rất là thích ở mọi người. Nhưng Vân vẫn ưu tiên kỹ thuật thì là hàng đầu. Và cái thứ hai là độ đồng đều của mọi người. Và bây giờ sẽ có 5 lá phiếu tượng trưng bởi 5 chiếc nón chiến thắng. Mình sẽ bình chọn cho một đội nào đó mình cảm thấy chiếm được nhiều tình cảm nhất. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. Yeah. Như vậy là V Lions. Các bạn có 3 nón. Võ nhạc taekwondo các bạn có 2 nón. Với 3 phiếu bình chọn vượt trội hơn, V Lions đã giành chiến thắng. Còn vì sao giành chiếc nón này là vì ủng hộ tinh thần đội này chơi hết mình, quá dễ thương luôn. Nói chung là cả hai đội ngày hôm nay là cho Lê Lộc một cái gọi là một cái nguồn cảm hứng rất là lớn. Cảm ơn hai đội rất là nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng ta hãy sẵn sàng bước vào vòng thi đấu thứ hai cũng cực kỳ đặc sắc, đó chính là đối kháng.
Vòng đấu đối kháng có 3 chặng. Chặng 1, đấu đối kháng 1 chọi 1, đội nào chiến thắng sẽ giành được 10 điểm. Chặng 2, công phá theo 2 lượt đổi vai trò. Một đội sẽ tạo thế để đội kia công phá. Master sẽ là người chấm điểm, đội chiến thắng giành được 10 điểm. Xin chào quý vị đang quay trở lại với đấu trường đường phố. Và với vòng 2 này chúng ta sẽ thi đối kháng với nhau. Và đối kháng sẽ trải qua 3 chặng. Với 3 chặng này, hy vọng là mọi người sẽ giành lấy những số điểm cần thiết nhất. Rồi, chúng ta vào vị trí. Ai tấn công và có điểm trước thì người đó sẽ thắng, chỉ cần một điểm duy nhất. Ồ, và cái điểm đó là xác nhận ở vị trí nào trên giáp ạ? Mình sẽ tấn công ở bụng và hai bên hông. Không tính lưng, không tính mông. Ok, sẵn sàng nào. Bên võ nhạc Taekwondo đó chính là sự xuất hiện của Minh Hy. Bên V Lion đó chính là sự xuất hiện của Phước nha. Nào, chuẩn bị nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi, hey, nhìn cho kỹ nha. Trọng tài và giám khảo nhìn cho kỹ nha. Một điểm duy nhất. Ai ghi điểm đầu tiên là giành chiến thắng. Rất giỏi. Chúc mừng Quyền Phước. Quyền Phước cũng rất là may mắn ha, rất là nhanh. Hôm nay Quyền Phước xuất sắc quá. Như vậy là Quyền Phước đã mang lại 10 điểm đầu tiên dành cho V Lion. Chúc mừng các bạn. Nhưng đừng chủ quan, chúng ta sẵn sàng bước vào chặng 2 tại vòng thi đấu này nào. Chúc mừng hai đội. Nhưng V Lion đừng chủ quan, chúng ta hãy sẵn sàng bước vào chặng thứ hai. Chặng thứ hai này sẽ là cơ hội để cho võ nhạc Taekwondo có thể lật ngược được thế cờ, bởi vì chúng ta sẽ tạo hình để công phá. Với phần công phá này, chúng ta chủ động ra được những đề bài khó để cho đối phương làm sao công phá được những tấm ván, những mục tiêu mà với những động tác đẹp nhất có thể, đúng không Vân ha? Với những động tác này thì đòi hỏi các vận động viên phải có được những kỹ thuật ra sao ạ? Kỹ thuật phải chuẩn và đòi hỏi những cái yêu cầu rất là khó, nên khi mà bên này ra chủ đề thì bắt buộc bên này phải giải được, hoặc bên này ra chủ đề thì bên này phải giải được. Thì đó là nếu bên nào thắng thì cũng sẽ giành được 10 điểm. Vâng, cảm ơn các giám khảo rất nhiều. Nào, chúng ta vào vị trí. Và bây giờ sẽ là đề bài được đưa ra với sự thách thức của võ nhạc Taekwondo. Xin mời các bạn vào vị trí. Tạo hình nào. Độ khó cũng phải tương đồng với sức người nha các bạn. Chà, căng à. Chinh phục được 2 miếng. Và bây giờ sẽ là đề bài đến từ đội V Lions. Wow, cái đề bài khá là khó nha. Khó nhài nha. Một cái tháp 3 người và một mục tiêu duy nhất, nhưng cực kỳ cao, rất cao. Liệu rằng đây có phải là một pha đá trên không hay không? Móc ngược chăng? Nào, cổ vũ nào, Minh Hy cố lên. Đáng tiếc. Minh Hy đã đá chưa chính xác. Kết thúc lượt 1 và bây giờ lượt 2. Tiếp tục là phần ra đề. Lời thách thức đến từ võ nhạc Taekwondo. Xin mời. Đó, mình tạo giống bên kia hồi nãy cũng được. Ủa, con cái vậy? Rất đẹp mắt, rất gọn gàng. Một đề bài khá là dễ chinh phục. Như vậy sẽ tương xứng với đề bài tiếp theo đến từ V Lions. Tuyệt vời, với lượt 2 này cả hai đội đều thành công. Và bây giờ sẽ là lượt 3. Xin mời, đề bài đến từ võ nhạc Taekwondo. Chà, 3 mục tiêu tầm thấp. Yeah.
quá đẹp, rất xuất sắc. Và không dừng lại tại đó, ngay sau đây sẽ là lời thách thức đến từ Vy Lion với bốn mục tiêu. Hứa Huy sẽ là người chinh phục. Wow, khủng khiếp chưa, tuyệt vời. Wow, một lời đáp trả hoàn hảo đến từ Hứa Huy. Và cũng chúc mừng cho võ nhạc Taekwondo đã hoàn thành xuất sắc. Như vậy chúng ta đã trải qua được 3 lượt liên tục là những tạo hình rất khó được đưa ra bởi hai đội. Và bây giờ sẽ là cái điểm mà giám khảo đã chứng kiến được và nhận xét là sao ạ? Khó à? Căng à? Đá, có một cái là đá xoay, bên này là Villain thực hiện đòn đá xoay của 720. Còn bên này thì độ khó hơn đó là 900. Còn về 3 mục tiêu với 4 mục tiêu, 4 phải lớn hơn 3. Tính số ván, mình tính số ván bể nha. Thì bên này đang hơn về số ván. Dạ, như vậy Vân cũng quyết định bên này thắng. Xin chúc mừng. Như vậy là tại vòng chặn 2, với chặn 2 công phá này thì 10 điểm đã thuộc về đội võ nhạc Taekwondo. Chúc mừng các bạn. Tỷ số đang rất là bám sát nhau ha. Võ nhạc Taekwondo thì em được biết là trong đó có anh Nguyễn Tiên Phụng và anh Hứa Văn Huy, cũng như là em Khoa, em Hy và em Hà từng là những vận động viên rất là xuất sắc ở đấu trường quốc tế. Cũng như mọi người đã thấy là khi mà họ trình diễn thì cái tính đồng đội của họ rất cao và họ sử dụng những cái động tác rất là đẹp mắt. Thực ra là mình cảm thấy là có một tí may mắn, bởi vì hiện tại là cái năng lượng của hai đội cũng như là cái kỹ thuật hai đội hầu như là ngang nhau. Thì qua cái vòng chặn thứ nhất á, thì mình cũng hơi lo lắng, nhưng mà mình cứ chơi hết mình thôi. Team bên em cũng vẫn làm được những động tác đó, nhưng mà để thu hút cũng như là đẹp mắt, bên em làm không ra được giống như họ. Thì bởi vì họ rất là có kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế rồi, cũng như là tinh thần máu lửa và đồng đội của họ rất là đồng đều. Bây giờ xin mời quý vị đến với chặn 3 của chúng tôi. Xin mời. Chặng 3, mỗi đội sẽ tái hiện một tình huống tự vệ có thể áp dụng được trong thực tiễn cuộc sống. Đội chiến thắng sẽ giành được 20 điểm. Kính thưa quý vị, và trước khi chúng ta bước vào chặng 3, vòng cuối cùng trong trận thi đấu ngày hôm nay, chúng tôi xin được phép khuyến cáo với tất cả mọi người không thử tại bất cứ nơi đâu những hành động mạo hiểm này. Chúng ta phải được đào tạo một cách chuyên sâu và cực kỳ chuyên nghiệp mới có thể trở thành những vận động viên theo đuổi đam mê về Taekwondo quý vị nhé. Bên cạnh đó, với chặng 3 đầy sức mạo hiểm cũng như là sự thực tế áp dụng trên đường phố cũng như là sự tự vệ cho chính bản thân mình, học võ chúng tôi khuyến cáo là không khuyến khích bất cứ một hành động trả đũa bằng bạo lực nào cả, mà chúng tôi chỉ mong muốn qua môn võ thuật Taekwondo có thể nâng cao được tầm thể lực của mình. Bên cạnh đó là sự tự vệ cần thiết trong những tình huống cấp bách nhất, và áp dụng và dựa trên những tiêu chí đó. Ngay sau đây sẽ là chặng 3, khi mỗi đội sẽ phục dựng lại một tình huống cụ thể ngay trên sàn đấu để chúng ta hiểu được tính tự vệ là như thế nào, đội nào có những kỹ năng, kỹ thuật tốt và diễn ra một cách đẹp mắt nhất có thể, đội đó sẽ có cơ hội được 20 điểm cho chặng 3, chặng cuối cùng này. Chúc cho hai đội may mắn. Cố lên! Năng lượng tích cực hút tung thách thức cùng Red Bull chinh phục đấu trường đường phố. Chọc ghẹo. Ôi trời ơi, dễ thương quá. Quạo rồi đó. Ây da, xuất sắc hả? Đã hai chân cùng một lúc luôn. Ôi da, dứt điểm đẹp mắt. Rất tốt. Xin cảm ơn phần biểu diễn tự vệ của đội V Lions. Và bây giờ sẽ là lượt thi đấu của đội đang có được 30 điểm. Võ nhạc Taekwondo vào vị trí. Ây da, kiếm chuyện liền, cà khịa liền.
Có slow motion à? Wow, mang tính giải trí cao đấy. Wow, rất đẹp ngay mặt luôn á. Quá đẹp, quá đẹp. Tuyệt vời. Thực sự là hai màn trình diễn rất là hấp dẫn. Nhưng mà nói về gọi là cái gọi độ cuốn hút đi thì đội võ nhạc chiếm ưu thế nhiều hơn trong Lê Lộc. Dạ. Yeah. Khá nhiều góc máy điện ảnh, những kỹ xảo điện ảnh được liên tục luôn đưa ra. Có cái nét slow motion nữa. Quá đỉnh luôn, xuất sắc. Còn riêng với đội V Lions thì Lê Lộc khá là ngưỡng mộ bạn Lệ Kim đúng không ạ? Dạ, một vận động viên nữ nhưng mà gọi là khá là mạnh mẽ. Bản lĩnh lắm. Dạ, đây cũng là một cái bài học cho Lê Lộc rất là nhiều để mà khi mà ra đường có thể gặp những cái anh chàng nào mà như là anh Hoàng Rapper chẳng hạn. Dạ. Còn với Trúc Vân thì sao ạ? Trúc Vân cảm nhận như thế nào? Với Vân thì đầu tiên bên này khi mà nữ ra là mình đã thấy đặc sắc rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Hấp là thấy đã khác rồi. Và cái cách mà bạn đánh tuy là không phải là những kỹ thuật khó nhưng mà cái nào ra cái đó chắc từng động tác. Còn về độ đẹp thì phải nói là bên này vẫn chiếm ưu thế hơn tại vì những cái đòn đá xoay được áp dụng vào thực chiến. Nhưng mà bên đây thì mang đậm tính giải trí quá. Rõ ràng là mỗi đội đều có được những đặc điểm, ưu điểm của riêng mình trong phần thi đấu vừa rồi hen. Thì em dành tình cảm với đội nào? Bản thân em dù gì em cũng là con gái ấy, và em nghiêng về đội Villain nhiều hơn bởi vì chị làm những cái đòn rất là đẹp. Hay ha. Đó, Việt Thi ha, đội trưởng đội cổ vũ của bên võ nhạc Tâm lại ủng hộ bên đối phương. Còn với Winner thì sao nào? Mặc dù em không biết về quá nhiều về kỹ thuật về taekwondo nhưng mà em thấy là mọi người đã dàn dựng một cái gọi là cái phục dựng những cái tình huống rất là thật trong cuộc sống chúng ta mà chúng ta có thể mang ra ngoài thực chiến luôn, và xem thì em cảm thấy rất là hay. Và bây giờ quay trở lại với trận đấu vừa rồi, với hai tình huống giả lập đó, chúng ta hãy tiếp tục với những lượt bình chọn của các đội trưởng, đội cổ vũ, của khách mời, nghệ sĩ và giám khảo cũng như MC các bạn nhé. Và đội nào giành được nhiều lượt bình chọn nhất sẽ được 20 điểm và đội đó sẽ giành chiến thắng ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là thời khắc quan trọng, khoảnh khắc quyết định được kết quả trong trận đấu giao hữu ngày hôm nay, mang tinh thần học hỏi giao lưu. 3, 2, 1, xin mời. Kính thưa quý vị, như vậy là với chặng 3 vừa rồi, đội võ nhạc taekwondo có được 4 phiếu bình chọn. Chúc mừng các bạn được 20 điểm và đã có một cuộc lội ngược dòng. Tổng tỷ số là 40 và 50. Đội về nhì ngày hôm nay đó chính là V Lions. Và đội tiếp tục giành được tấm vé bước vào đêm thi cuối cùng, đêm gala cùng với đấu trường đường phố, đó chính là võ nhạc taekwondo. Và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cũng như là lắng nghe những sự chia sẻ của các võ sĩ của chúng tôi ngày hôm nay cùng với bộ môn taekwondo. Và hy vọng tất cả những bạn trẻ, những ai đang đam mê về taekwondo, chúng ta hãy học hỏi kinh nghiệm của những đàn anh, đàn chị đi trước. Bên cạnh đó tích lũy cho mình thật nhiều vốn sống cũng như là tinh thần võ thuật thật là cao thượng, để mình có thể hiểu được bất cứ một môn võ thuật hay thể thao nào, chúng ta chỉ cần có năng lượng tích cực và những ý chí cương cường thì gặt hái được thành công mà thôi. Hãy tiếp tục đồng hành với Đấu trường đường phố, được phát sóng vào lúc 22:45 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7.